Xin chào cả nhà, hôm nay căn bếp Tâm Việt sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món chả bông nhé cả nhà. Thì ở đây mình cần hai cái thịt, mình làm hai cái thịt thì hai cái thịt này mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi nhé cả nhà. Trước hết chị em muốn làm được chả bông mà để lâu á thì chị em phải lọc hết những cái mỡ dư thừa ở trong cái miếng nạc này ra thì chị em để được chả bông được lâu nhé cả nhà. Em lọc hết mỡ ra. Tại sao mà phải lọc những mỡ ra? Bởi vì khi mà để mỡ thì chị em có thấy là những cái cục mà mỡ thì để chả bông thì nó hay bị mốc đúng không ạ? Nên là mình làm cứ phải lọc sạch kỹ càng những mỡ ra, càng sạch mỡ bao nhiêu thì chả bông của mình càng để lâu được bấy nhiêu cả nhà. Và chị em nhớ cắt theo thớ nhé cả nhà. Nếu làm nhiều thì chị em để cục to vào thì nó không bị nát. Nên mình làm 2 ký. Chả bông thì chị em nhớ là mua thịt mông cũng được, hoặc là thịt cốt lết cũng được. Lọc sạch kỹ mỡ. Đây là em đã lọc sạch mỡ rồi nhé cả nhà. Đây là em cắt làm đa này. Và chị em nhớ cắt theo sớ để dài nhé, để cho khi mình làm chả bông không bị nát. Chị em làm ít thì chị em làm cắt nhỏ một xíu và chị em cho vào nồi nhỏ. Còn đây là em làm 2 ký thì nó cũng hơi nhiều nên em cắt hơi bự nên em cho vào cái nồi. Bây giờ chị em nấu thì là chị em không bỏ nước nhé, không đổ nước vào đây. Thì chị em bỏ thịt vào nồi và chị em cho thật là nhỏ lửa để cho thịt, cái nước thịt của nó tự chảy ra. Nên là chị em không bỏ nước nhé. Nấu ở cái mức độ rất là nhỏ luôn, rất là nhỏ luôn, từ từ rồi nước ở thịt nó sẽ ra nhé cả nhà. Chị em phải vô lại để nước
Thì bây giờ ta đi chuẩn bị những nguyên liệu để tí nữa cho vào. Với 2 ký thịt. Với 2 ký thịt thì em cho là 170 g nước mắm ngon đấy cả nhà. Chị em làm nước mắm càng ngon bao nhiêu thì chả bông của mình càng thơm và càng ngon bấy nhiêu nhé cả nhà. Đây là em cho 170 g nước mắm này. Đó, 170 g nước mắm. Nước mắm ngon đấy cả nhà. Mới cho nước mắm ra là đã thấy thơm rồi. Tiếp theo là em cho 120 g đường phèn. Em làm bằng đường phèn chứ em không làm đường cát như này. Làm bằng đường phèn nhé cả nhà. Làm bằng đường phèn á thì trà bông của mình là nó ngọt thanh tự nhiên và nó cũng không có hại gì hết. Nếu như chị em không làm đường phèn thì chị em bỏ 100 g đường cát như này nhỉ. Mà đây em làm đường phèn nên là em sẽ cho là 120 g. Em làm trà bông thì em chỉ làm bằng nước mắm ngon và đường phèn. Còn nếu như chị em là ăn bột ngọt ấy thì chị em cho thêm bột ngọt. Nhưng mà đây em không có cho bột ngọt nha cả nhà. Do hôm nay em làm cho khách nên là em không có làm bột ngọt. Đó. Còn nếu như mà chị em là muốn ăn bột ngọt thì chị em cho 5 g bột ngọt đấy nha cả nhà. Còn nếu như mà không có bột ngọt thì thôi chị em bỏ nước mắm hoặc là với đường cát hoặc là đường phèn. Đường cát thì em nhớ là đường cát nó ngọt hơn thì chị em sẽ bỏ là 100 g đường cát. Còn nếu như đường phèn chị em sẽ bỏ là 120 g đường phèn nhé. Giờ ta quay sang mà ta lật thịt nhé mọi người. Nước ở thịt nó làm ra rồi. Em nhớ là nước mắm và đường phèn là không có bỏ bỏ ngay cái lúc đầu tiên nhé. Đấy, ta lật thịt cho nó chín đều như vậy nhỉ. Thì thịt đây thì nước nó cũng đã ra được một ít rồi. Ta lật xong ta lại không lại. Rồi, độ khoảng 5 phút nữa thì ta lại lật lại. Khi nào mà nước nó ở thịt nó ra hết rồi và nó cạn dần thì lúc đấy ta bắt đầu là đổ nguyên liệu vào nha cả nhà. Rồi, bây giờ nước nó đã ra cũng tương đối là đủ để nấu nên là bây giờ ta sẽ cho số lớn hơn tí xíu nhé cả nhà. Để cho thịt nó nhanh nhé. Nếu như mà chị em nào mà để những thịt to á, thì chị em phải đổ thêm nước bởi vì là nó sẽ lâu chín cả nhà. Nên là chị em mà cho những thịt to là chị em nhớ là phải đổ thêm nước chứ không làm cháy.
cắm ra một cái tô. Đổ đường không? Giờ tôi đậy vung lại để cho thịt ngấm nước mắm vào đường phèn nhé cả nhà. Khi bỏ gia vị vào rồi thì chị em nhớ là đặt lại nhé, đặt thịt để cho thịt ngấm đều gia vị. Bây giờ thì chị em cho nhỏ lửa nhé, nhỏ lửa. Thì nhỏ lửa này thì thịt nó sẽ chín mềm, và khi thịt nó chín mềm thì thịt nó sẽ chả bông nó sẽ thơm và nó mềm hơn nữa này. Bây giờ nước nó cũng đã cạn rồi thì em sẽ bỏ thịt ra đây cho nó, cái thứ nhất là cho nó nguội ấy. Thứ hai nữa là cho nó ráo một tí nữa xé ra. Thơm mà miếng thịt rất là kẹo lại nha. Giờ thì đây nước còn có một chút xíu đây thì em sẽ đổ ra cái tô này. Đó, rất là kẹo đúng không ạ? Thì bây giờ em để cho nguội xong bắt đầu mới xé nhé cả nhà. Em để nhớ để cho nguội mới xé chứ không là nó cũng nóng khó xé lắm. Thịt nó cũng đã nguội rồi, bây giờ em đi xé nhỏ ra nhé. Sau khi thành cháy làm sẽ rất là đẹp không? Cháy nó ra như này thì tiếp mình ra bắt. Đấy, đấy.
mình sẽ làm. Còn cái nào là còn nào nữa thì em lấy ra, lấy ra lọc nữa cả kỹ thì sao mình làm được đâu nhỉ. Lấy lọc nữa. Thì mình kho kỹ thì mềm thì làm cái bông cũng để được lâu và nó sẽ mềm cho bông này. Thì mình làm kỹ cho bông sẽ cứng. Thằng này không biết nè. Giờ thì em sẽ cho thịt vào trong cái túi này và em sẽ đặt cho nó đặt ra nhé. Nếu như mà nhà chị em có xài á thì chị em sẽ giã nhé.
càng sẽ nhỏ bao nhiêu thì tí nữa mình bán bông đó, nó càng bông nhé cả nhà. Rồi nó mềm, chà bông của mình nó mềm nhé. Bây giờ thì mình đã xếp xong và cái chảo này em nó đầy quá nên là mình không thể nào mà cho gia vị vào mình ướp được, nên là mình lại chuyển qua cái xong này nên cái này. Cái nước vừa nãy mình nấu nước thịt ra các bạn nha, nước vừa nãy mình nấu nước thịt ra nó kẹo và bây giờ mình cho vào mình ướp nhé. Làm chả bông rất là kỳ công luôn nha cả nhà, chứ không phải là đơn giản đâu. Mình phải quẹt hết xuống nha cả nhà, chứ không là cứ dây mỗi chỗ một ít là nó hết cái nguyên liệu của mình đi, hết cái gia vị của mình đi, mình thấy ra nó không không. Bây giờ mình trộn. Mình trộn cho thật đều nhé cả nhà. Để tí nữa mình sao. Công đoạn này là chưa bông đâu nhé cả nhà. Tí nữa mình sao xong rồi bắt đầu mình mới đánh bông. Nếu nào mà nó chưa nhỏ thì mình sẽ xé. Khi mình trộn đều rồi á thì bây giờ mình cho vào sang nhé cả nhà. Cái hai ký chà bông này thì mình sẽ không sao được một lần, mình sẽ sao thành hai lần nhé cả nhà. Mình chia thành hai lần.
sao cho bông mình phải bật bếp thật là nhỏ nha cả nhà. Lúc đầu thì mình có thể là cho nhiệt độ nó cao lên một tí để cho cái chảo của mình nó nóng lên, là nó khô hơn, thì mình cho nhiệt độ gọi là to to vừa thôi chứ không phải là to quá nữa cả nhà, to vừa thôi. Bây giờ thì mình canh ra này. Nếu như cái nào mà nó sợi nó còn to mà mình xé, cái nào nó còn to thì mình xé nó nhỏ ra nha cả nhà. Giờ khi chảo nó nóng lên rồi thì mình phải bật chế độ rất là nhỏ rồi nha, chế độ nhỏ đảo lên để cho khô chả bông, nó nhanh khô chả bông. Giờ thì ta dùng máy sinh tố để ta đánh bông. Thì cái mẹ nãy á, thì em cũng đổ luôn là chảo luôn đấy cả nhà. Đổ luôn là chảo luôn. Thì bây giờ ta đánh bông bằng máy xay sinh tố nha cả nhà. Ít một thôi nha cả nhà. Ít một thôi để
xong thì chị em dùng cái máy, cái nút mà nút chế độ bật cái tắt, cái tắt, chứ không để chế độ lâu nha cả nhà. Chế độ lâu là nó sẽ bị gì ạ, bị nát hết cả chảo bông của nhà mình nhá. Mình cứ đến 1 đến 4 lần đó là 3 4. Chỉ cần 3 4 lần đó nha cả nhà. Đấy, như thế nào đã thấy mông rồi. Đó, cả nhà thấy chưa? Là được nhé mình. Cứ làm như thế này đến khi nào hết thì thôi nhé. Như vậy là ta đã xong chảo bông rồi nha cả nhà. Cả nhà thấy chưa? Rất là mềm đúng không ạ? Đây là chảo bông mình đã làm xong. Chảo bông rất là thơm, màu thì rất là ưng ý. Cả nhà hãy làm theo nhé để đảm bảo chất lượng cho gia đình nhà mình và cho con em mình ăn, thì mình hãy nên làm chà bông để đảm bảo an toàn vệ sinh nhé cả nhà. Video đến đây đã hết. Cả nhà yêu thương bếp Tâm Việt hãy cho bếp Tâm Việt một like và một đăng ký nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.